xế chiều nhạt miệng. Chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Tỏa sáng tại SEA Games 31, nổ súng tại vòng chung kết U23 châu Á. Có lẽ nhờ đó, Nhâm Mạnh Dũng đã được trao cơ hội tại Viettel FC, điều mà rất hiếm khi trước đó chàng trai người Thái Bình có thể nghĩ tới. Tất nhiên, tiền đạo sinh năm 2000 vẫn chưa thể chiếm một vị trí chính thức trên hàng công của đội bóng quân đội. Nhưng ban huấn luyện Viettel FC đã tin dùng anh hơn rất nhiều ở mùa giải này. Và điều Nhâm Mạnh Dũng cần làm chính là chứng minh ban huấn luyện không sai. Trong trận đấu với Hải Phòng FC ở vòng 7 V-League 2022, thế trận đang rất khó lường. Viettel FC bất ngờ rút ngoại binh Pedro Paulo ra sân và thay vào đó là gương mặt trẻ Nhâm Mạnh Dũng. Khá nhiều người bất ngờ khi Viettel FC dám thay ngoại binh chân sút đỉnh đám để đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ. Nhưng chỉ cần 23 giây để chàng trai người Thái Bình lên tiếng với tình huống xuất hiện rất đúng chỗ sau pha tạt bóng của người đồng đội Xuân Kiên mở tỷ số cho Viettel FC. Và rồi khi Hải Phòng gỡ hòa 1-1, Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để ngoại binh Uzbekistan Ra Hà lập công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Viettel FC. Một bàn thắng, một kiến tạo. Quan trọng nhất, đó là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của anh tại sân chơi V-League. Thì cảm xúc của em thì rất là vui và đó là bàn thắng đầu tiên của em ở V-League. Thì em cũng rất là vui sướng vì nó đã góp phần vào chiến thắng của đội một trận đấu rất là khó khăn trên sân Lạch Tray. Huấn luyện viên thì dặn là những quả tạt ra biên thì phải cố gắng xâm nhập nhanh vào vòng cấm để đón những quả tạt. Tại vì nếu mà lên được biên thì tạt vào không có ai thì cũng không có cơ hội để ghi bàn. Sự là đối với tiền đạo thì ghi bàn đó là một mục tiêu và đó nó thực sự là khao khát đối với các tiền đạo. Thì đối với cá nhân em thì bàn thắng này giúp em được giải tỏa và cũng là bước đệm để em cố gắng hơn những trận đấu tiếp theo. Thì tôi nghĩ rằng đội Viettel thì cái cầu thủ xuất sắc nhất thì chắc chắn là Nhâm Mạnh Dũng. Thì vào cái người đấy là người thay đổi cái cục diện trận đấu. Nhâm Mạnh Dũng là vậy, cứ được trao cơ hội, dù là đá chính hay dự bị, dù là U23 Việt Nam hay câu lạc bộ Viettel, anh lại biết cách tỏa sáng đúng lúc. Và đó là cơ sở để huấn luyện viên Benji Won, ban huấn luyện của Viettel FC, tiếp tục tin dùng anh cho chặng đường sắp tới. Không quá khi nói rằng Nhâm Mạnh Dũng đang là một trong những cầu thủ đáng xem nhất lứa tuổi U23 hiện nay của bóng đá Việt Nam.